Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay Chủ nhật ngày 7 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Trường Trung học cơ sở Phong Hòa phấn đấu giữ vững và phát huy thành tích trong năm học mới. Các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu. Quảng Bình khuyến khích thanh niên phát triển kinh tế. Gương người thương binh làm giàu. Hôm qua ngày 6 tháng 9, huyện Bố Trạch đã tổ chức triển khai luật đất đai năm 2013 cho cán bộ chủ chốt và cán bộ địa chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Luật đất đai năm 2013 được Quốc hội khóa 13 chính thức thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. Luật có 14 chương, 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều so với luật đất đai năm 2003. Tại hội nghị này, cả đại biểu đã được tiếp thu ba nội dung, đó là sự cần thiết ban hành luật đất đai năm 2013, quan điểm của Đảng ta đối với luật đất đai, điểm mới trong luật đất đai năm 2013. Là một trong những trường trung học cơ sở đầu tiên của huyện Tuyên Hóa được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Sau hơn 10 năm nỗ lực phấn đấu, đến nay, trường trung học cơ sở Phong Hòa đã có cơ sở vật chất tương đối hoàn thiện, đội ngũ cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác dạy và học. Trường Trung học cơ sở Phong Hòa được thành lập năm 2003. Sau hơn 10 năm, nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thiện cơ sở vật chất, liên tục dẫn đầu trong cả phong trào thi đua dạy và học trong toàn huyện. Trong năm học vừa qua, Trường Trung học cơ sở Phong Hòa đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, duy trì và phát huy danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia. Với những thành tích đạt được, trường vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Đặc biệt trong năm học 2012-2013, trường vinh dự nhận danh hiệu cờ thi đua xuất sắc khối các trường trung học cơ sở trong toàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình trao tặng. Năm học 2014-2015, trường có 315 học sinh, 28 cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhà trường phấn đấu thực hiện nghiêm túc cả cuộc vận động và cả phong trào thi đua do ngành phát động, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học trong năm học mới. Phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới vừa tổ chức lễ tuyên dương phát thưởng cho học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong năm học 2013-2014. Hội khuyến học thành phố Đồng Hới và phường Đức Ninh Đông đã biểu dương khen thưởng trên 380 học sinh, sinh viên đạt học lực giỏi từ bậc tiểu học đến đại học, trao 5 giải cấp quốc gia, 17 giải cấp tỉnh và 32 giải cấp thành phố cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn. Dịp này, phường Đức Ninh Đông cũng đã khen thưởng 13 giáo viên tài giỏi và giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong năm học 2013-2014. Những phần thưởng đầy ý nghĩa nhân dịp đầu năm học mới là niềm động viên cô và trò phường Đức Ninh Đông tiếp tục phấn đấu đạt được kết quả cao hơn nữa trong công tác dạy và học. Nhân dịp Tết Trung thu 2014, lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã đến thăm tặng quà cho các cháu thiếu nhi ở tu viện Dòng Miền Thành Giả Hưởng Phương, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật xã Quảng Xuân và một số trường mầm non trên địa bàn huyện. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã thăm hỏi tình hình học tập sức khỏe cũng như việc tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu ở các nhà rông, các địa phương trường học và chúc các cháu thiếu nhi đón Tết Trung thu vui vẻ, cố gắng rèn luyện học tập, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi. Các đồng chí lãnh đạo huyện cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc diện gia đình chính sách, tạo điều kiện tốt nhất để các em vừa được học chữ, vừa được vui chơi, giúp các em phát triển toàn diện. Cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã đến thăm và tặng quà nhân dịp Tết Trung thu cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật xã Quảng Xuân và tu viện Dòng Miền Thành Giả Hưởng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch. Tại huyện Lệ Thủy, Hội Mặt trận huyện đã tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi. Để đem đến cho các cháu thiếu nhi một cái Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, Hội Mặt trận huyện đã xây dựng chương trình vui chơi đặc sắc như kể chuyện nguồn gốc Tết Trung thu với sự tham gia của chị Hằng chủ quầy, rượt đen, phả cỗ và các trò chơi tập thể vui nhộn. Dịp này, Hội Mặt trận huyện Lệ Thủy cũng đã tặng nhiều món quà xinh xắn và tổ chức trao thưởng cho những em đạt thành tích cao trong năm học 2013-2014. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Quý Đàn, huyện Minh Hóa vừa tổ chức hội thi chi hội trưởng phụ nữ giỏi năm 2014. Các thí sinh tham gia hội thi đã trải qua 3 phần thi, đó là phần thi kiến thức, xử lý tình huống và phần thi năng khiếu. Bằng kinh nghiệm thực tiễn công tác của mình, các thí sinh đã trả lời xuất sắc những câu hỏi liên quan đến truyền thống 84 năm xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 11, điều lệ hội,
và xử lý tốt các tình huống liên quan đến kỹ năng tổ chức hoạt động công tác hội của chi hội trưởng. Hội thi là dịp để các chi hội trưởng phụ nữ giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời nâng cao kỹ năng tổ chức, điều hành hoạt động hội của chi hội trưởng phụ nữ. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Quảng Bình khuyến khích thanh niên phát triển kinh tế. Hàm Ninh khẩn trương thu hoạch lúa hè thu. Gương người thương binh làm giàu. Những năm qua, cùng với việc vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tỉnh đoàn Quảng Bình đã làm tổ công tác quản lý phát triển nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo điều kiện cho hàng trăm đoàn viên thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Hiện nay Quảng Bình có gần 200 tổ tiết kiệm vay vốn do đoàn viên thanh niên quản lý với tổng số tiền trên 144 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, thời gian qua, cả các bộ đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực rà soát, tạo điều kiện cho hàng trăm đoàn viên thanh niên trên địa bàn vay vốn để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Hầu hết các hộ gia đình đoàn viên thanh niên được vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích. Nhiều đoàn viên thanh niên đã có cuộc sống ổn định, xuất hiện nhiều mô hình thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có gần 400 trang trại trẻ do các đoàn viên thanh niên làm chủ. Thời gian tới, tỉnh đoàn Quảng Bình tiếp tục cho đoàn viên thanh niên vay vốn phát triển kinh tế trên cơ sở nắm vững tình hình thực tế ở từng địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để có sự định hướng, trợ giúp từ lúc tiếp cận vốn vay cho tới khi triển khai các mô hình phát triển sản xuất phù hợp. Tranh thủ những ngày thời tiết nắng ráo, bà con nông dân xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh đang tập trung xuống đồng thu hoạch lúa vụ hè thu. Vụ hè thu năm nay, xã Hàm Ninh gieo cấy 283 ha với bộ giống chủ lực là HT1, HT6, SV46, PC6 và giống lúa Bắc Thơm. Nhờ thực hiện đúng lịch thời vụ và tích cực chăm bón, điều tiết nước hợp lý, phòng chống sâu bệnh kịp thời nên lúa hè thu phát triển tốt. Qua đánh giá thăm nông, năng suất bình quân toàn xã ước đạt 53,7 tạ một hecta. Tấn bản giống lúa DTL2 mới đưa vào gieo thử nghiệm cho năng suất cao nhất đạt 60 tạ một hecta. Giống lúa HT1 có năng suất gần 57 tạ một hecta. Giống lúa SV46 năng suất đạt 55 tạ một hecta. Tổng sản lượng lúa vụ hè thu toàn xã ước đạt trên 1.500 tấn. Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, sau lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, xã Hàm Ninh đã huy động 12 máy gặt đập liên hợp cùng với sức dân phấn đấu thu hoạch xong lúa hè thu trước ngày 15 tháng 9 tới để tránh mưa lũ. Do ảnh hưởng của thời tiết nắng hạn kéo dài nên vụ hè thu năm nay xã Xuân Hòa, huyện Minh Hóa chỉ gieo cấy được gần 50 hecta lúa. Các giống lúa chủ lực đưa vào sản xuất là HT1, CT6 và 504. Quá trình cây lúa sinh trưởng cũng đã bị sâu bệnh gây hại và một số diện tích bị thiếu nước. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã cố gắng điều tiết nước, khuyến cáo người dân phòng trừ sâu bệnh nên đã hạn chế thiệt hại ảnh hưởng đến năng suất. Theo đánh giá của bà con, vụ hè thu này Xuân Hòa cơ bản được mùa, năng suất ước đạt từ 45 đến 50 tạ một hecta. Hiện nay lúa gieo ra đầu đã chín rộ. Để không bị thiệt hại do mưa lũ, Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa đã chỉ đạo bà con nông dân khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, phần đầu 100% diện tích lúa hè thu được thu hoạch trong trước ngày 15 tháng 9. Vụ hè thu năm nay sẽ tỉnh Hòa gieo trồng trên 145 hecta lúa, trong đó chủ yếu là các giống lúa PC6, 50404, HT1. Đây là các giống lúa đem lại năng suất cao, hạt chắc, khỏe, chống chọi tốt với thời tiết và sâu bệnh. Ngay từ đầu vụ, Ủy ban nhân dân xã đã tích cực chỉ đạo cán bộ chuyên môn, bám sát cơ sở, vận động bà con nông dân thực hiện đầy đủ các khâu trong quy trình sản xuất, nên vụ lúa hè thu năm nay ở xã Tiền Hòa năng suất đạt khá cao. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch. Qua đánh giá thăm đồng, năng suất ước đạt 46 tạ trên 1 hecta, sản lượng ước đạt 667 tấn. Để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua xã Quảng Tiền, huyện Quảng Trạch đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư thực hiện các tiêu chí. Tuy nhiên, hiện nay Quảng Tiền đang gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí thủy lợi, do đây là tiêu chí đòi hỏi kinh phí đầu tư lớn, trong khi nguồn lực của địa phương còn hạn hẹp. Hiện nay xã Quảng Tiền mới chỉ có đập khép mái với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng là công trình thủy lợi hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho khoảng 38 hecta lúa. Trên địa bàn xã hiện có 12 km kênh mương nội đồng, thì mới chỉ có 3 km kênh mương được bê tông dẫn nước phục vụ tưới tiêu, 8 km còn lại là mương đất. Việc hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn, trong khi chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Quảng Tiến còn rất nhiều tiêu chí, nội dung, hạng mục cần phải đầu tư. Vì vậy, để hoàn thành tiêu chí này, Ủy ban nhân dân xã Quảng Tiến đang nỗ lực làm tốt việc quản lý, điều tiết nước ở cả công trình thủy lợi trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền vận động người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ công trình, tích cực tham gia đóng góp ngày công, kinh phí đào đắp, nạo vét canh mương,
Mặc dù còn mang trên mình nhiều thương tích do chiến tranh, nhưng thương binh Phan Văn Ngài ở thôn Hải Lư, xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch đã vượt lên chính mình, đầu tư xây dựng mô hình tổng hợp VAC mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 1971, ông Ngài nhập ngũ tham gia chiến trường B5 Quảng Trị. Sau khi xuất ngũ, ông trở về địa phương mang trên mình vết thương chiến tranh. Không cam chịu cảnh đói nghèo, ông quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ban đầu, ông bắt tay vào chăn nuôi lợn, rồi từng bước mở rộng quy mô theo hướng hàng hóa, đào ao thả cá các loài như rô phi, chấm, me. Năm 2009, nhận thấy thị trường trên địa bàn huyện có nhu cầu tiêu thụ ếch, ông Ngài tiếp tục đến các nơi có nghề nuôi ếch phát triển để học hỏi kỹ thuật, mua con giống, đầu tư chuồng trại nuôi ếch thương phẩm cung cấp cho thị trường. Tôi cũng đã mạnh dạn là coi như đầu tư chuyển đổi qua cái mô hình nuôi cá, chăn nuôi heo, rồi nuôi chim để phát triển thêm cái thu nhập gia đình. Lúc đầu thì cũng hơi vất vả, thì vốn thì cũng phải vay mượn, rồi dần dần là làm ăn khá giả lên. Không dừng lại ở đó, năm 2012, ông quyết định học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm nuôi chim trĩ để nuôi thử nghiệm. Qua một thời gian nuôi, đàn chim phát triển tốt nên ông quyết định mở rộng mô hình. Ông Ngài cho biết chim trĩ khá dễ nuôi, thích nghi với môi trường ở các vùng ven rừng núi, ít bị dịch bệnh, không gây ô nhiễm môi trường, sinh sản đều thì rất ngon. Đặc biệt, loài chim này rất được thị trường ưa chuộng, vì vậy giá thành bán rất cao. Hiện tại, gia đình ông Ngài đang nuôi khoảng 400 con chim trĩ, 30 con lợn thịt và lợn nai, hàng ngàn con ếch và cả các loài. Mô hình này mỗi năm cho gia đình ông thu lãi trên dưới 200 triệu đồng. Tương lai thì ngoài cái ao chuồng thì tôi đang còn muốn phát triển thêm cái chuồng chim trĩ cho lớn lên thành giống trang trại nữa để mà phục vụ cái chim thịt ra thị trường. Nhờ tích cực học hỏi kỹ thuật, đúc rút kinh nghiệm và sự cần cù chịu khó trong lao động, nên thương binh Phan Văn Ngài ở thôn Hải Lưu, xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch đã thành công trong việc phát triển mô hình VAC, mang lại nguồn thu nhập khá, cải thiện đời sống. Đây cũng là mô hình cần được nhân rộng trong hội viên cựu chiến binh. Dự báo thời tiết Quảng Bình đối với chiều nay ngày 7 tháng 9, khu vực miền núi mới thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 34 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 33 độ. Vùng biển có mưa rào nhẹ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 mét.